quản bóng mát. Tuổi chơi nói chung là cái tuổi chơi, cái tuổi va chạm ấy không tránh được. Nhưng mà các ông 2000, 2001, 2002 đổ lên ấy là các ông cũng sướng hơn bọn tôi ngày xưa nhiều thật. Ngày xưa tôi kể cho ông nghe, ngày xưa tôi lúc 18, 19 tuổi nhá. Đây là kể thật lòng luôn. Hồi đấy là xe đều có mà đi, điện thoại dùng một cái 1200 ấy. 1200. Còn cắm đi, còn đi cắm 250 cơ. Một tuần đã đóng em mà 3000 một ngày. Một tuần đóng bao nhiêu nhỉ? 7 hay mấy nghìn tiền lãi ấy. Còn như thế cơ mà. Các ông bây giờ còn sướng này, có iPhone này, có tiền này, có gì nhỉ? Có xe này. Ngày xưa tôi phải toàn kiểu rình lịnh bố lịnh mẹ để mượn xe, mà xe đi ngày xưa đi còn phải lắp gương đi chơi cơ. Địt mạng đồ mũ bảo hiểm tao đúng. Úi giời ơi. Thế là lần đầu tiên đi cơ động bắt, kể quả vụ lần đầu tiên cơ động bắt nhá. À bị đi đâu nhỉ? Bà em họ, hai một bà em họ mà chị họ xuống rủ đi chơi. Địt mạng mình cũng đéo mới biết đi xe mà. Mượn bố con URS đỏ ấy, vẫn còn nhớ biển luôn, 29U6-2845. Mượn con đấy đóng quả mũ mà ngày xưa mua lới được tặng tùm. Xong đi mẹ, ở trên lại còn đeo mái ấy. Xong lại còn lửa ấy, đầu kiểu dán đây can lửa chạy ấy. Trong túi nhá, đi mẹ thề luôn, điêu làm chó luôn, có đúng 17.500. Tại vì đợt đấy em họ nó mời đi ăn lem ở ngoài tạm thương Hàng Bông ấy. Thì đúng lúc đi đến Bồ Hồ. Mình nhìn cơ động rồi, thôi chết rồi. Mặt xanh đét luôn, một hồi ngày xưa mà bọn tôi gặp cơ động nhá, mặt mẹ mày xanh như đi cốc nhái luôn, chứ không phải như bây giờ gặp mà chạy đâu. Đéo có tiền, bằng không có. Xuống kiểm tra, mình bị xoa, mình có lỗ thuốc nhỏ mũi cả, một gói thuốc lào, ngày xưa cũng chơi thuốc lào hạt đỗ đấy. Các con vợ đừng đùa, cũng bắn thuốc lào đấy, sáng dậy là bắn một hai hơi phát là đi yểu luôn. Đấy. Thế là đang đi là gõ lại, anh ơi bây giờ em thật, em không tiền em học sinh. Đây em có đúng cái này, mình vò ghét con mẹ tùi nó luôn, 17.500 nhờn. Nhét thẳng vào túi luôn, con vợ tưởng mình đưa cho 100, cầm chạy đi của em cảm ơn em, chạy con mẹ luôn. Con vợ cầm một chút nào mình hít lấy để thì mẹ mình như là cỏ ca vàng, đéo có cỏ mút. Ngày xưa mà ra hàng vải nhá, cỏ thì nghi ngút luôn. Không có đâu. Thời bây giờ sướng ngày xưa của tôi nhiều, ai chẳng có thời trẻ trâu, không có thời trẻ trâu, không va vấp, không chơi, không sa ngã, ai là không đàn đúm thì đéo mà lớn được. Mà kể cả còn lớn được thì ra xã hội đần, trông ngáo ngang, ngáo ngơ. Trông đi mẹ em nhìn cứ thế này, hả mới hở, đeo kính tận thứ này, gì. Ai cũng phải trải nghiệm hết. Cấp 1 khác, cấp 2 khác, cấp 3 bắt đầu bước vào đời lại một quá trình khác. Lúc đấy mới biết điều thuốc, cho tao một hơi hít thử mà ngon nhờ, lần sau nhèn lại hít làm hơi cỏ, ui phê nhờ, xong lại hút đấy. Mạnh lực ơi, nói chung là anh không phải là mấy cái thành phần linh tinh đâu em ạ, thế cho nên là em đừng có hỏi, có sợ anh này sợ anh lo không làm cái gì cả. Em xem cái livestream của anh hay là bất kể Facebook của anh ấy, không bao giờ anh đả động đến bất kể một ai cả, không bao giờ anh nói xấu ai trên mạng cả. Và không bao giờ anh làm clip anh chửi người này, anh chửi người lọ. Thế cho nên em đừng có hỏi là có sợ Khánh sợ Kai không. Tại vì anh cả Khánh sợ Kai có làm cái gì đâu mà dư chửi nhau làm gì, đúng không? Còn em mới là cái thằng cẩn thận ấy. Những cái thằng mà đâm bị thóc chọc bị gạo cho em ấy, cũng có ngày thôi em ạ. Không phải em cứ lên em lém xương rồi em cà kịa để em nói này lọ để cho mọi người đánh nhau đâu. Hiểu chưa? Bỏ cái kiểu đấy đi, mình lớn rồi. Chuyện mình làm, chuyện người ta làm, thế thôi. Không liên quan đến mình, tốt nhất là lé ra. Hiểu chưa? Chứ đừng lên đây anh có sợ anh này, sợ anh lọ không để đéo giải quyết cái gì cả. Còn những cái thằng như em ấy, mới là những cái thằng ra đường cẩn thận đấy em ạ. Đang yên, đang lành, mình đi mình chửi người ta để làm cái gì? Chửi cái người kém mình thì chửi làm gì? Chửi cái người bằng mình thì chửi người bằng mình, hoặc chửi người hơn mình để nó đánh nhau vào mặt cho ấy. Hiểu chưa? Đừng kích bác. Không để anh ghi Facebook mạnh lực đại, để anh xem mạnh lực nhào nhá. Mọi người vào cái Facebook mạnh lực ấy, xong mà gửi cho mình cái link của mạnh lực nhá. Những cái thành phần mẹ mày suốt ngày đi lên để lên mạng học, đi học thì đéo học, học cách kiếm tiền thì đéo học, học những cái hay đéo học, cứ đi nói người này người lọ để làm cái gì.
giải quyết vấn đề gì đâu. Nếu mà nói được người người này người lọ mà ra tiền ấy thì lên nói, còn không nói được thì tốt nhất đừng nói. Tự dưng mình đang yên đang lành cà kiện người ta làm gì, chửi người ta làm gì, trong khi mình đéo ra cái gì cả, cứ phải như thế làm cái gì. Mấy thằng trẻ con thích thể hiện vớ vẩn. Mối tình đầu à, thôi. Đang giữ cân nặng này, đang béo lên mà. Nói chung là mấy ông trẻ trẻ bây giờ, mấy ông mới lớn bây giờ đấy, kiểu 2000 lẻ mấy đấy, sướng hơn ngày xưa nhiều. Nói thật ra là ngày xưa ai cũng trẻ trâu hết. Chứ đừng bây giờ đừng có ông là bà nào mà lại bảo là ui ngày xưa tôi không thế này tôi không thế nọ, như thế là sai, thế là dở rồi. Như tôi nói thẳng nhá, ngày xưa nhá, quần suông cũng mặc, ống càng to càng đẹp, đi cha cô, ngày xưa là đi cha cô này, giờ lót phệt, cha cô rồi giờ lót phệt, ống suông, được chưa? Ui thì thoảng mà có cái tiền mua cái lón sơn nhá, đội thích lắm. Ngày xưa đi xem đua ấy, nhặt được cái lón sơn đen, cái lón sơn đỏ ấy. Ui trời, về đeo khoe, mẹ mày khoe hết cho ai lọ luôn. Khoe kinh luôn. Chứ ngày xưa, cái gì nhở? Ngày xưa là tôi cũng... ngày xưa mà. Ngày xưa là tôi thích đi Dream lắm. Dream ngày xưa nhá, nói công xem công chơi xe, công có biết không nhá? Không lại bảo tôi là Buffett. Ngày xưa là tôi đi Dream biển con 29V6 9111 mất mẹ rồi. Để ở nhà đợt đấy xây nhà mất mẹ rồi. Cắt mẹ khóa bế mẹ con Dream đi khỏe lắm. Ngày xưa mua về nhá. Mua về nhá, còn phải đi thay mặt bàn thờ này. Thay càng này. Thay mặt thay cái mặt ốp của đằng trước này. Thay mấy thứ để trở thành Jim Thái đấy. À, thay con này nữa. Thay con bô 2543 đúng chưa? Đúng bô 2543, nghe phách đi mẹ đi vào ngõ nhá. Đi vào ngõ là phải cầy số 2, cầy số 2 xong rồi nhả ra một bù phách. Xui. Khệnh nói luôn. Nói đúng không? Các con vợ ngày xưa các con vợ đi gym có nhớ hai bô 2543 không? Còn xong bắt đầu để cái Tolovit với cả cái kìm ấy. Kìm à, rút cái lõi lục bồ ra, úi xui, nghe bồ đấy thì thối rồi luôn. Đi qua có mấy thằng trẻ trẻ, mấy thằng chầu chầu nào ấy, mà đi qua đâu ấy là lướt lướt qua phát luôn không? Là thấy bồ mình khệnh nói. Ngày xưa còn phải xem mà mất 500.000 hay là 400.000 hay là 700 nhở? Không nhớ lắm, thay gì nhỉ? Salon đấy. Con salon ngày xưa là có salon xanh là cây này. Salon xanh là cây và salon trắng này, đúng chưa? Mẹ ngày xưa bô lổ căng đét luôn. Quay đỏ, quay ZX ngày xưa ở chỗ ở Hà Nội đi nhá. ZX trắng đen là phải lắp rọ đen. Đấy. Đúng chưa? Dream là phải để cái bộ mà để cái rọ lên ấy. Để rõ lên đấy. Ui thường ngày xưa có con gym khệnh lắm em ơi. Ngày xưa hội anh nhá, trong hội chơi mà có con gym nhá, hay con ôi rất ít rõ đen nhá. Ui trời ơi, đỡ đi. À mày đi bù đi vào ngõ phải không? Cây số 2 một nhà là rồi. Ngày xưa có vỉa hồ không? Vỉa quá chứ không vỉa. Ngày xưa bảo là đi đua, ai bảo không đi đua là không có. Ngày xưa có dỗ đua bây giờ nhiều. Ngày xưa đông lắm. Đoán canh tài bên đầu SH với cả khét ngủ luôn. Còn bây giờ các ông mới lớn công sướng tôi ngày xưa nhiều làm sao có chuyện đấy được. Nhưng mà mỗi thời mỗi khác rồi. Mình thì hơn bọn 2000 lẻ mấy tận 89 tuổi tất nhiên là nó phải khác ấy. Thời đại nó phải khác ấy, làm sao mà giống nhau được.
Gương này xui rồi thôi. Mấy con vợ ngồi sau ôm, bên đầu là phải ôm ở đây lên đây hiểu không? Xong rồi giữ eo này ôm nhấp, cùng nhấp lên đấy trời. Ôm cảm giác ngồi xô bốc đầu xuống thật. Công nhận, công nhận. Cảm giác bên đầu ngày xưa mẹ mày chấm hết luôn. Đi qua chỗ nào mà đang ngồi uống nước hay là trà đá, úi xì khệnh nói, thi thoảng chạm cái chắn luôn, ké khai, úi xì. Các anh nhìn nhớ luôn. Anh sắp sửa nhà xong rồi ạ. Rồi, bây giờ là điện thoại hết pin rồi, còn hai mấy phần trăm này. Thì mọi người đi ngủ đi, ai mua cái gì thì inbox của tớ nhá. Mỗi ngày mình sẽ kể một ít chuyện, thi thoảng mình sẽ kể một ít chuyện nó mới vui. Thế bây giờ kể một phát hết chuyện ra thì lần sau lấy đéo chuyện ra kể với các ông các bà nữa, đúng không? Còn tôi kể chuyện thì cái thứ nhất nó là rất là thực tế. Cái thứ hai là thi thoảng mồm nó hơi kiểu... văng tí lên, mọi người đừng nghĩ là nói bậy nhá. Tại vì câu cửa miệng mà, đéo ai chả nói. Đéo ai chả vãi cái này vì đờ mờ đúng không? Và thực tế thì... Thế thôi, mọi người đi ngủ nhá. Bye bye mọi người. Mua gì inbox ủng hộ cho cái Bánh Chưng nhá. Hết tiền rồi, xây nhà hết tiền rồi. Bye bye mọi người.